cũng báo lỗ thì thực sự ai có lời? Thực ra những người có lời là những người họ có tiền mặt, họ đã chốt lời năm ngoái và họ có tiền mặt, họ đang chờ đợi để trở vào thị trường này. Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Đây cũng là một cái gì đó cho chúng ta thấy được là những nhà đầu tư đó đã có một cái phần lạc quan trở lại cho thị trường chứng khoán các bạn. Để các bạn hiểu hơn đó, thì Nasdaq là một chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ nằm trong đó. Thì công ty công nghệ là một cái mảng đầu tư mà nhiều người cho là có rủi ro cao hơn so với những cái công ty khác. Cho nên khi mà tình hình bất ổn đó như là năm ngoái, thì những đầu tư họ sẽ rút tiền ra khỏi những cái công ty công nghệ, tại vì họ sợ là có biến cố, cho nên dẫn đến là Nasdaq là một trong những chỉ số mà đi xuống rất là nhiều trong năm ngoái so với lại S&P 500 và Dow Jones. Khi này đó thì chúng ta thấy được là tiền đã đẩy ngược trở về Nasdaq, có nghĩa là những cái đầu tư đó họ đã chấp nhận nguy hiểm cao hơn, cũng đồng nghĩa là họ có nhìn lạc quan hơn về tình hình từ đây đến cuối năm. Và ngược lại thì những chỉ số như là Dow Jones sẽ không có cái sự tăng trưởng nhiều. Đó là một cái sự thay đổi ở trong mindset, có nghĩa là cái suy nghĩ của những nhà đầu tư mà chúng ta đã thấy đầu năm. Và thực ra chúng ta chỉ mới có khoảng chừng là bước qua ngày 5 của tháng 2 mà thôi, thì cũng còn rất là sớm để xem coi là cả năm nay sẽ là sao, nhưng mà cũng là một cái sự thay đổi lớn từ năm tới bây giờ so với cả năm ngoái. Đó là điều Thuận muốn chia sẻ ở đây. Và thật ra đó, giống như Thuận đã nói với các bạn, có rất nhiều bạn hỏi Thuận là khi mà chúng ta thấy được ai cũng báo lỗ thì thực sự ai có lời? Thực ra những người có lời là những người họ có tiền mặt, họ đã chốt lời năm ngoái và họ có tiền mặt, họ đang chờ đợi để trở vào thị trường này. Chúng ta thực sự cũng có một số tiền mặt bây giờ vẫn đang ở bên hông chờ đợi một cái sideline để mà chờ đợi khi mà họ có được một cái xác nhận nào đó thì tiền mới trở vào trong thị trường tài chính. Và chúng ta bắt đầu đã thấy cái sự kiện nó xảy ra rồi. Những nhà đầu tư mà có tiền mặt đó, họ cầm tiền mặt trong tay càng lâu đó thì họ càng nôn nóng để trở vào thị trường các bạn, tại vì lưu trữ tiền mặt là một cái mà không có được tốt dài hạn. Đương nhiên chúng ta lúc nào cũng cần một cái số lượng tiền mặt để mà cân bằng cái đầu tư của các bạn, nhưng mà tiền mặt các bạn lưu trữ quá nhiều rồi thì sẽ bị ăn mòn theo thời gian. Cho nên những nhà đầu tư mà có nhiều tiền mặt bây giờ thì nếu như mà họ cứ tiếp tục thấy thị trường hồi phục từ từ đó thì ngày này qua ngày nọ họ sẽ càng ngày càng xôn xao hơn, nôn nóng hơn muốn trở vào thị trường này. Chúng ta bắt đầu đã thấy một cái dấu hiệu đó rồi. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng